lên anh em ạ. Quá ngợi anh em ạ, nhiều siêu ngợi đấy. Ngon nhỉ. À có hợp mỏ của chú không? Mời tất cả anh em nhá. Đi ạ. Thỏ. Lên thôi. Khánh nhà đùi đây này. Ai da, nhà đùi à. Ôi căng chưa? Căng thế. Ôi trời ơi. Ai da, cảm ơn chú nha. Ờ thôi. Mời anh em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Chia đi thỏ. Ôi, bát bịa của mình xuống cho. Nóng áp. Nóng chưa? Ôi, mời tất cả anh em nhá. Đến. Đúng không? Hàng quá ngợi, quá sướng nhỉ. Còn nhiều chút áo hắn ạ. Chắc thịt nhỉ, giống như gà nhỉ. Bịa vào bác khánh ạ. Đấy, lên ớt mời tất cả anh em nhá. Đến tiếc canh anh em ạ. Ớt vào, lời ra. Đúng không? Đúng không? Nó sướng này, các bạn. Mời anh em nhá. Lên tiếc canh em thỏ. Quá sướng. Đây này. Ngợi luôn. Quá bùi. Lên. Nghe mình đúng rồi. Ăn chỉ ăn với chơi thôi mà có cái gì đâu đúng không? Phong cách của anh. Đúng rồi. Ăn cho nghe. Đúng không? Cho dù ít cũng phải làm một đỏ đúng không? Thế thì thôi đúng không?